quảng trường Đà Lạt. Hôm nay rất đông mọi người ạ. Rất chi là nhiều người chơi ở quảng trường này mọi người. Em nghe đồn là trên kia là cái vòng nhà kính, có những loài hoa, những giống hoa trong đó. Đi nhiều lần rồi nhưng mà hình như là cũng chưa vào. Đông lắm mọi người. Cà phê, quán ăn. À đây là giảm chiếu phim. Cái này là giảm chiếu phim. Thế à? Chiếu phim thì mình có lên được. Chúng nó xem thôi, mình lên mình xem thôi. Đầy đủ các thứ ha. Dạp chiếu phim rồi trà rồi nước rồi trò chơi đủ.